Gần đây, giới chuyên gia của Nga đã nhận định Ukraine đang nỗ lực phát động một phản công lớn trước một cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, trong bối cảnh quân đội của nước này đang nhận được nguồn viện trợ quân sự từ các nước đồng minh. Theo đó, lực lượng vũ trang của Ukraine được cho là đã chuẩn bị 8 lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn cơ giới cho một cuộc tấn công như vậy, tương đương với khoảng một quân đoàn. Bên cạnh đó, Tổng thống Séc Petr Pavel nói với giới truyền thông rằng Ukraine sẽ nhận được 50.000 quả đạn pháo vào tháng 7 và tháng 8 năm nay. Từ tháng 9 đến cuối năm 2024, từ 80.000 đến 100.000 quả đạn pháo sẽ được gửi hàng tháng. Trung tướng Nga đã nghỉ hưu, ông Yunet Netkachev cho biết lực lượng vũ trang của Ukraine có thể sử dụng trung bình từ 1.500 đến 3.000 quả đạn pháo mỗi ngày ở mặt trận tiền tuyến với nguồn cung hỏa lực mới. Ngoài ra, vào cuối mùa hè năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đang chờ đợi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 với tên lửa có độ chính xác cao và các hệ thống phòng không Patriot và SAMP/T. Theo chuyên gia của nước này, bất kỳ nỗ lực tấn công tiềm tàng nào của Ukraine đều sẽ gặp thách thức khi vũ khí chiến đấu mà phương Tây cung cấp dành cho Ukraine sẽ không đủ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.